الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبعفوه تغفر الذنوب والسيئات وبكرمه تقبل العطايا والقربات وبلطفه تستر العيوب والزلات أحمده سبحانه حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء الأرض والسماوات وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله عبده ورسوله صاحب وجه الأنور وجبين الأزر أفضل من صلى وزكى وصام واحتج واعتمر وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فصلوات ربي وتسليماته وتبركاته عليه وعلى أهل بيته. Hỡi những người có đức tin, hãy kính sợ Allah bằng lòng kính sợ thật sự và hãy bám chặt lấy sợi dây Islam, một sợi dây cứu rỗi không bao giờ đứt, và hãy tránh xa những điều khiến đấng oai nghiêm giận dữ. Bởi lẽ thể xác của con người sẽ không sao chịu nổi sức nóng của lửa hỏa ngục. Wa ba'd, thân hữu muslimin, Allah subhanahu wa ta'ala đã ra lệnh cho con người ở chương Baqarah 168. Allah subhanahu wa ta'ala phán: Ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan tayyiba wa la tattabi'u khutuwati ash-shaytan innahu lakum aduwwun mubin innama ya'murukum bis-su'i wal-fahsha'i wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Hỡi loài người, Allah subhanahu wa ta'ala kêu gọi chung tất cả người Muslim và người không phải Muslim, người ngoan đạo và người không phải người ngoan đạo, tất cả họ cùng chung một lời gọi. Hỡi con người, các ngươi hãy ăn uống những gì được cho phép là thứ tốt lành trên trái đất, và các ngươi chớ đi theo lối mòn của Shaytan, bởi hắn đích thực là kẻ thù công khai của các ngươi. Hắn chuyên xúi dục các ngươi làm điều xấu xa và đồi bại. Hắn xúi bẫy các ngươi nói về Allah những điều mà các ngươi không hề biết về Ngài. Trong câu kinh chúng ta vừa nghe, Allah subhanahu wa ta'ala ra lệnh cho tín đồ Muslimin hãy ăn những gì mà chúng ta tìm thấy được trên trái đất bằng những cái bổng lộc rizki halal, và chúng ta tránh xa tuyệt đối những gì đó được gọi là haram mà Allah subhanahu wa ta'ala cấm, và chúng ta chớ đừng nghe lời xúi dục của Shaytan đáng bị nguyền rủa để rồi chúng ta dấy lên cơn giận dữ của Allah subhanahu wa ta'ala. Việc mà Allah subhanahu wa ta'ala bảo tín đồ Muslimin hãy ăn uống những thứ halal tìm được, trong Quran có rất nhiều Allah subhanahu wa ta'ala đã thường xuyên lặp lại: Kulu min tayyibati ma razaqnakum, các người hãy ăn thực phẩm tốt lành mà ta đã ban cấp cho các người. Ya Nabi sallallahu alaihi wa sallam, đã là tấm gương cao quý cho việc làm đó. Người đã rất sợ ăn phải những thứ mà đó không phải là thứ halal, và kể cả khi rơi vào trường hợp nghi ngờ thì người sẽ không bao giờ ăn nó. Như thiên sứ sallallahu alaihi wa sallam cũng đã từng nói: Và một ngày nọ ta vào trong nhà của ta, ta ngồi lên trên giường và ta thấy trên đó có một trái trà la, thì ta đã nhặt nó lên, và ta không biết được rằng trái trà la này nó rơi ra từ đâu, từ những thứ mà được mọi người bố thí, hay là từ trong cái số trà là của ta có được. Thế là ta đã bỏ nó. Nabi đã không dám ăn bởi Nabi không biết được đó là halal hay là haram. Thì hãy bỏ đi những thứ mà chúng ta đã nghi ngờ nó, chưa được khẳng định rằng thứ đó là halal. Đó là an toàn cho bản thân của chúng ta. Thì tín đồ Muslimin chúng ta cần phải đề cao và cảnh giác tuyệt đối về những cái thực phẩm mà chúng ta kiếm được nó, từ những cái nguồn thu nhập mà chúng ta có được nó. Bởi lẽ Allah subhanahu wa ta'ala là đấng tốt lành, Ngài không bao giờ chấp nhận bất cứ cái gì cống hiến lên cho Ngài ngoại trừ đó là điều trong sạch và tốt lành halal. Như Nabi sallallahu alaihi wa sallam đã từng nói hadith do Abu Hurairah dẫn lại: Inna allaha tayyibun la yakbalu illa tayyiba wa inna allaha amara al-mu'minina bima amara bihil mursalin faqal
Ya ayyuhar rusul kulu minat tayyibati wa'amalu saliha inni bima ta'amaluna alim. Ya ayyuhal ladhina amanu kulu min tayyibati ma razaqanakum. Quả thật Allah là đấng tốt lành, Ngài sẽ không chấp nhận sự bố thí ngoại trừ những gì sạch sẽ và halal. Chúng ta đừng có tưởng tất cả mọi thứ mà chúng ta bố thí là đều được Allah subhanahu wa ta'ala chấp nhận. Nếu như những cái thứ bố thí đó nó không được đến với chúng ta bằng con đường halal thì Allah subhanahu wa ta'ala không bao giờ đối hoài nó. Tại Ngài đấng tốt lành không bao giờ chấp nhận ngoại trừ những gì đó trong sạch và tốt lành. Và tất nhiên Allah đã xác lệnh tín đồ có đức tin, giống như Ngài đã ra lệnh cho những người thiên sứ và Nabi của Ngài qua lời phán: hỡi thiên sứ, các ngươi hãy ăn uống những thức ăn tốt sạch và hãy làm việc thiện, bởi ta thật sự biết rõ những điều mà các ngươi làm. Và Allah subhanahu wa ta'ala còn phán: hỡi những người có đức tin, các ngươi hãy ăn uống thực phẩm tốt sạch mà ta đã ban cho các ngươi. Sau đó Nabi sallallahu alaihi wa sallam kể về một người đàn ông. Người đàn ông đó đang trong chuyến du hành. Thì đáng lẽ ra một trong những cái điều mà giúp cho lời cầu xin của chúng ta được Allah subhanahu wa ta'ala đối hoài, đó là chúng ta đang đi trên đường Safar. Những người Safar là họ đang được một cơ hội, lời cầu xin của họ được Allah subhanahu wa ta'ala đối hoài và chấp nhận nó. Nhưng người đàn ông trong câu chuyện chúng ta sẽ nghe đây, Nabi sallallahu alaihi wasallam nói có một người đàn ông đang trong chuyến đi của mình dưới đầu tóc rối bù và thân hình dơ bẩn do chuyến đi quá dài, và lúc đó người đàn ông đó rơi vào khó khăn. Thì đáng lẽ ra người đàn ông này sự chấp nhận rất là cao đối với ông ta, chỉ là cầu xin y thốt là. Thì người đàn ông đó giơ tay của mình lên, y nói: lại Allah, lại Allah, lại thượng đế của bề tôi, lại thượng đế của bề tôi. Y cầu xin và gian giái Allah subhanahu wa ta'ala. Nhưng Nabi sallallahu alaihi wasallam kể về hiện trạng của người đàn ông đó, trong khi thức ăn của y là haram, nước uống của y là haram, quần áo của y mặc là haram, và cơ thể của y phát triển lên từ những thứ haram, thì làm sao lời cầu xin của y được chấp nhận đây? Thì lời cầu xin sẽ không được Allah subhanahu wa ta'ala chấp nhận nếu như cái người đó ăn uống và được phát triển từ những cái thứ haram. Haram nó sẽ ngăn cản lời cầu xin của chúng ta lên Allah subhanahu wa ta'ala, bởi vì Ngài là đấng tốt lành không bao giờ chấp nhận ngoại trừ những gì đó trong sạch và tốt lành, halal. Và chúng ta đừng có tưởng việc bố thí khỏi những tay chúng ta những gì mà chúng ta đã bố thí rằng Allah subhanahu wa ta'ala sẽ đón nhận nó. Không bao giờ, Ngài chỉ đón nhận những gì mà nó được gọi là sạch sẽ và halal. Như Nabi sallallahu alaihi wa sallam đó là hadith do Bukhari và Muslim ghi lại, do từ ông Abu Hurairah radhiyallahu anhu nói: La yatasaddaqu ahadun bitamarin bitamratin min kasbin tayyib illa akhadhaha Allahu biyaminih فَيُرَبِّيهَا كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فَلُوَّهُ أَوْ قَصُوا أَوْ قَلُوصَهُ حَتَّى تَكُونَ مِثْلًا جَبَلْ أَوْ أَعْظَمْ. Không một ai bố thí chỉ dù một trái trà là hoặc một cái giá trị tương tự như trái là trà là hoặc một sức nặng của trái trà là, thì Allah subhanahu bằng những cái nguồn thu trong sạch sẽ và halal. Chúng ta bố thí cho một người nào đó đơn giản chỉ là một trái trà là thôi, hoặc một cái vật gì đó nó nhẹ bằng cái sức nặng của trái trà là, hoặc một cái giá trị của một trái trà là, một viên kẹo hoặc một cái gì đó, thì Allah subhanahu wa ta'ala sẽ đón nhận nó bằng chính tay phải của Ngài. Rồi Ngài chăm chút nó, giống như việc các ngươi chăm chút con lạc đà vừa được dứt sữa khỏi mẹ nó vậy. Và cho đến khi nó to lớn như quả núi hoặc còn khổng lồ hơn thế. Allahu Akbar. Việc mà cái người nào đó bố thí vì Allah bằng những cái nguồn thu nhập halal của mình thì được Allah subhanahu wa ta'ala nuôi nấng và cho nó to lớn như những cái ngọn núi và khổng lồ hơn như thế. Và ngược lại, nếu như chúng ta có bố thí bằng những cái việc mà chúng ta đã bố thí bằng những cái việc làm haram, chúng ta có được nó, thì chúng ta đừng có tưởng rằng Allah đón nhận nó, bởi Ngài đấng rất mực giàu có, Ngài đấng đáng ca tụng, Ngài không cần những gì thứ mà haram, bởi Ngài đã không cần đến bất cứ gì trên đời này. Và học giả Abu Abdullah An-Naji, một học giả nổi tiếng, ngoan đạo, ông ta nói: có 5 điều sẽ giúp cho việc hành đạo
được trở nên hoàn mỹ. Nếu như thiếu một trong năm điều này thì việc làm đó không được nâng lên cho đấng bề trên. Thứ nhất, nhận biết về Allah. Thứ hai, nhận biết về chân lý. Thứ ba, thành tâm trong việc hành đạo về Allah. Và thứ tư, hành đạo theo đúng sunnah của Nabi sallallahu alaihi wa sallam. Và thứ năm là phải ăn uống thực phẩm halal. Và ông ta giải thích, nếu như người nào đó nhận biết về Allah mà y không nhận biết về chân lý thì việc làm đó không có ích gì. Và người nhận biết về Allah, nhận biết về chân lý nhưng việc làm của y không có ikhlas, không thành tâm về Allah thì cũng chẳng giúp ích gì được cho y. Còn nếu như y đã có ba điều đó, nhận biết về Allah, nhận biết về chân lý và hành đạo thành tâm về Nabi, về Allah subhanahu wa ta'ala, nhưng việc làm của y không đúng với sunnah của Nabi sallallahu alaihi wa sallam thì nó cũng không giúp ích gì được cho cái người đó. Và cho dù y có được bốn điều đó nhưng thức ăn và thực phẩm của y có được là những cái thứ haram thì không bao giờ được nâng lên cho Allah subhanahu wa ta'ala trình diệt nó, bởi Ngài không chấp nhận ngoại trừ đó là điều sạch sẽ và tốt lành. Allah subhanahu wa ta'ala đã cấm tín đồ Muslimin không được phép tìm mọi cách để mà có được những cái điều haram, đặc biệt là tiền bạc hay là những cái thứ khác. Và đôi ngày hôm nay chúng ta có thấy rất nhiều người chỉ vì tài sản và tiền bạc họ tìm mọi cách để mà họ lấn chiếm được người ta. Thấy rằng đối với người hàng xóm thì họ lấn nhau từng tấc đất mộc, còn đối với những người làm ruộng hay những người có công ty thì họ chiếm nhau từng phần trăm một trong cái công ty đó, họ đẩy người kia ra bằng những con đường haram hoặc những cái điều tương tự, họ hãm hại lẫn nhau. Cho dù đó là việc mua bán rất là đơn giản, kể cả anh em của nhau họ vẫn chiếm lấy những cái tài sản mặc dù họ không xứng đáng để hưởng những cái thứ tài sản đó. Thì Allah subhanahu wa ta'ala cấm điều đó trong thiền kinh Quran. وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Các người chớ đừng ăn tài sản của nhau bằng một cách bất chính, và cũng đừng chớ lấy đó mà kiện tụng ra tòa hầu ăn được tài sản của thiên hạ bằng một cách tội lỗi, trong khi các người biết điều đó là sai trái. Thân ông Muslimin, đối với một con người, thân ông Muslimin, có những người trong cuộc sống của chúng ta ngày hôm nay họ bất chấp, họ sẵn sàng làm tất cả mọi thứ miễn sao có tiền, họ không phân biệt được đó là halal hay là haram, miễn sao nhắc đầy tuổi họ đó là họ thọ mạng. Còn nếu như không có thì họ trở nên cáo gắt và giận dữ. Trong khi Nabi sallallahu alaihi wa sallam đã khuyến cáo điều đó trong Sahih Bukhari qua lời thuật của Abu Hurairah, la ya'ti yanna 'ala an-nasi zaman la yubali al-mar'u bima akhadha al-mal am min halal aw min haram. Rồi đây con người sẽ đến một thời kỳ họ không còn quan tâm đến tài sản mà họ nhận được nó, tức là họ tới tiền vào túi họ, họ không quan tâm là nó đến bằng con đường halal hay là đến bằng con đường haram. Đối với họ tất cả đều như nhau. Thật là đáng tội nghiệp cho những người như thế. Thật quá như là đáng tội nghiệp cho những người như thế. Họ không biết được rằng bản thân của họ sẽ phải bị chấp, sẽ bị đem ra thẩm tra trước Allah subhanahu wa ta'ala vào ngày Qiyamah. Và đôi chân của y sẽ phải chịu sức nặng của cơ thể của y trước Allah subhanahu wa ta'ala. Trong khi tất cả mọi thứ vào ngày Qiyamah, Allah subhanahu wa ta'ala chỉ hỏi có một lần. Riêng về tiền bạc, Allah subhanahu wa ta'ala hỏi đến hai lần. Ngài hỏi từ đâu mà thu nhập có được nó, và y đã chi dùng cái tiền bạc này đi ra bằng cách nào. Nếu như tất cả bằng con đường halal thì alhamdulillah đã vào trong túi của họ, và chi dùng ra bằng con đường halal thì alhamdulillah y đã được bình an. Còn nếu như một trong hai đã không có được bằng con đường hài lòng Allah subhanahu wa ta'ala thì hỏa ngục sẽ là người, sẽ là nơi đón chào những cái người như thế. Thân ông Muslimin, nếu như ngày hôm nay mà chúng ta thấy cuộc sống của chúng ta và rất nhiều tín đồ Muslimin hay những người sống xung quanh chúng ta, họ lại không ngần ngại làm ăn bằng một cách lo lót để được một cái điều gì đó, thì họ sẵn sàng đưa ra một số tiền hay làm một cái hành động nào đó hầu để họ được cái điều đó, trong khi họ không xứng đáng làm được cái điều đó, để họ được những cái chức vị hoặc những một cái điều gì đó mà họ đáng lẽ ra là người khác xứng đáng hơn họ. Thì đó là một cái hành động mà Islam nghiêm cấm, như được ghi lại trong Sahih Bukhari, từ
Abu Humayd Al-Sa'idi. Al-Sa'idi, ông ta dẫn lời, ông ta đã kể chuyện. Có một người đàn ông được gọi là Ibn Utbiyah. Ông ta được Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam cử đi thì gom tiền ra cách. Sau khi ông ta quay trở về thì ông ta mới nói: đây là tiền mà ra cách mà tôi đã thu gom được, và còn đây là tiền mà mọi người đã tặng cho tôi. Thì khi nghe lời lẽ đó thì Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam nổi giận. Người bước lên minbar, người mới nói: sau khi mà tụng niệm tạ ơn Allah Subhanahu Wa Ta'ala, thì Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam nói với nghĩa: tại sao lại có những kẻ khi được giao cho nhiệm vụ thì y lại rạch ròi bảo rằng đây là tiền gia cách của các người, còn đây là quà tặng mà mọi người đã tặng cho tôi. Thế tại sao y không chịu ngồi ở nhà của cha của y hoặc mẹ của y thử xem coi có ai đem tiền hay đem quà đến tặng cho y không? Ta xin thề với đấng đã nắm lấy linh hồn ta trong tay ngài, không một ai trong các ngươi nhận bất cứ gì từ những cái thứ đó. Nghĩa là chúng ta lên một cái chức vụ gì đó mà xã hội cần đến đó, và chúng ta được cái số tiền có được bằng một cách vô cớ bởi chức vụ của ta giúp ích được cho một cái người nào đó, thì những cái quà cáp đó Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam nói: ngoại trừ vào ngày Kiyamah, kẻ đó sẽ bị đeo lên trên cổ của y một con lạc đà đang gầm gừ, hoặc là một con bò đang rống, hoặc là một con cừu đang kêu. Và sau đó Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam giơ đôi tay của mình lên cao, và sahaba đã nhìn thấy được nách của ngài. Người nói: Allahumma hal ballagt, Allahumma hal ballagt, Allahumma hal ballagt. Lại Allah bề tôi đã công bố, lại Allah bề tôi đã công bố, lại Allah bề tôi đã công bố. Và theo Sunan Abi Dawud từ Abdullah bin Amr, thiên sứ Sallallahu Alaihi Wasallam đã nguyền rủa những người đưa tiền đút lót và những người nhận tiền đục lọt. Cả hai đối với Allah Subhanahu wa ta'ala tội ngang nhau. Và đây là hadith Hasan Sahih. Ngoài ra, Islam còn nghiêm cấm tất cả những Muslimin giao du với việc riba. Riba là tiền cho vay lấy lãi. Chúng ta đã đưa đi với một số tiền nhất định, nhưng chúng ta nhận lại nhiều hơn số tiền chúng ta đã cho đi bằng việc chúng ta cho ra một cái tên nào đó, bằng hoa hồng hay một cái tên nào đó chúng ta thường hay gọi để đặt cho nó, để chúng ta hầu chiếm được tiền của thiên hạ nhiều hơn số tiền chúng ta đã bỏ ra, thì cái phần lời và dư đó được gọi là riba. Và ngày hôm nay chúng ta gặp rất nhiều hình thức liên quan đến điều này, và họ không còn gọi là vay lãi mà họ gọi những cái tên khác mỹ miều hơn để đánh lạc những người cần đến cái số tiền đó. Thì đối với Allah đó là một điều haram. Theo Imam Muslim ghi lại từ ông Jabir, thiên sứ Sallallahu Alaihi Wasallam đã nguyền rủa người nhận riba cho dù y không ăn, người đưa riba, người viết hợp đồng riba, và hai nhân chứng của cái hợp đồng đó. Nabi nói tất cả bọn họ đều tội như nhau. Theo Muslimin, đối với Allah, cái hành động riba đối với người không biết nó thì ngài sẽ bỏ qua, còn đối khi mà đã biết được nó rồi mà vẫn ngoan cố thì chúng ta sẽ gặp phải cái cảnh báo sau đây. Allah Subhanahu wa ta'ala khuyến cáo như thế này trong kinh Quran của ngài: Alladhina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu ash-shaytan min al-mas. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَالْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ. Những người ăn tiền lời cho vay lấy lãi vào ngày sau sẽ không đứng vững giống như một kẻ đã bị Shaytan nhập vào làm cho y trở nên khùng điên. Họ bị như thế là bởi lẽ họ đã nói kinh doanh mua bán thực chất ra cũng giống như hình thức vay lãi đó thôi. Tuy nhiên Allah cho phép kinh doanh mua bán và ngài cấm hình thức vay lấy lãi. Do đó ai nhận được lệnh cảnh báo này từ thượng đế của y và y biết chấm dứt, biết dừng lại ngay sau khi biết đây là haram và dừng lại ngay, thì y được hưởng những gì đã qua. Tức những gì đã qua Allah Subhanahu wa ta'ala không chấp nhất và bắt tội y, và vụ việc của y sẽ được Allah Subhanahu wa ta'ala quyết định. Ngược lại, người nào ngoan cố tái phạm đó sau khi biết đó là haram thì y sẽ là bạn của ngục. Họ sẽ sống trong đó mãi mãi
Allah không ban phúc lành cho mọi hình thức dai lãi, nhưng Ngài lại ban phát đạt và giàu có phúc lành cho những hình thức bố thí và giúp đỡ lẫn nhau. Thân hữu Muslimin, đối với những ai diện trăm ngàn lý do để có được tiền lời đó, thì ngày hôm nay chúng ta thấy dễ dàng nhất đó là việc chúng ta gửi tiền ở ngân hàng. Chỉ nghĩ rằng chúng ta bỏ tiền ngân hàng một số tiền nhất định thì trong một tháng, hai tháng chúng ta sẽ có tiền lời. Thì chúng ta sẽ diện 100.000 lý do để chúng ta có được cái số tiền lời đó. Thì tất cả lý do gì chúng ta có diện đi chăng nữa thì Allah subhanahu wa ta'ala vẫn không chấp nhận đó, thì đó vẫn là haram. Haram đối với Allah, nó là gì? Haram cho dù con người có bàn trăm ngàn kế để được nó. Và haram vẫn là haram cho dù thiên hạ có đồng tình với nó. Thì luật của Allah thì vẫn là luật của Allah subhanahu wa ta'ala. Ai bất chấp thì sẽ gánh một cái hậu quả nơi Allah subhanahu wa ta'ala. Ngài phát: Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullah wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin fa in lam taf'alu fa'dharu biharbin minallahi wa rasulihi. Hỡi những người có đức tin, các ngươi hãy kính sợ Allah mà bỏ đi phần tiền lời cho dai lấy lãi. Nếu như chúng ta có làm cái hình thức đó thì chúng ta hãy lấy lại cái phần vốn của mình thôi, đừng đụng chạm đi cái phần dư kia, bởi đó là haram, đem về nó sẽ hại chúng ta mà thôi. Nhưng nếu các người không phục tùng, đây là lời cảnh báo của Allah subhanahu wa ta'ala, nhưng nếu các người không phục tùng làm theo mệnh lệnh thì xem như các người đã khai chiến với Allah và thiên sứ của Ngài rồi đó. Ai đủ sức để chống lại Allah, ai đủ sức chiến đấu với đấng đã tạo hóa, ai đủ sức ngăn cản khi mà Allah subhanahu wa ta'ala đã muốn, ai có thể làm nếu như mà Allah subhanahu wa ta'ala không muốn, thì con người bất lực trước đấng oai nghiêm, bất lực trước sự giận dữ của Allah subhanahu wa ta'ala. Và rồi nếu như không tin thì hãy tiếp tục làm nó, và hãy cho cơ thể mình sống khỏe, đừng bao giờ chết. Bởi cái chết nó sẽ mang chúng ta trở về trình diện Allah subhanahu wa ta'ala. Đến chừng đó Ngài sẽ cho chúng ta thấy được những gì chúng ta đã làm. Thân hữu Muslimin, ngày hôm nay cái hình thức kinh doanh có rất nhiều trăm ngàn cách mới mà trước đây không có. Nếu như chúng ta muốn biết một cái hình thức kinh doanh mới lạ nào đó thì trước tiên hết chúng ta cần phải tìm hiểu kỹ xem hình thức đó nó có mang lại halal hay là haram, được phép hay không. Thì chúng ta cần phải tìm những người alim giỏi về giáo luật thật sự, thì hỏi họ và hãy kể cho họ biết tận tường về công việc mà chúng ta sẽ làm đó, để cho họ sẽ cho chúng ta một lời khuyên nhất định. Và hãy nhớ thật lòng kể cho họ nghe, đừng bao giờ tìm cách quanh co để cho cái điều đó, để cho họ trả lời bằng con đường halal, để cho chúng ta được tránh xa tội. Chúng ta nếu như có cái thâm định, có cái âm mưu và hai cái suy nghĩ như thế thì là một điều đáng tiếc. Thì sau đó nếu như những người alim đó bảo rằng đây là halal thì hãy cầu xin Allah ta'ala phù hộ và hãy làm nó. Còn nếu đó là haram thì hãy tránh xa nó, bởi nó không bao giờ mang lại phúc lành cho chúng ta. Còn nếu như chưa rõ halal hay là haram thì chúng ta hãy làm theo cái hadith sau đây. Quả thật điều halal được phép đã được trình bày rõ ràng, và những điều halal được phép đã trình bày rõ ràng, và những điều haram bị cấm cũng đã được trình bày rõ ràng. Song giữa hai khoảng halal và haram đó có những thứ vẫn chưa rạch ròi mà có rất nhiều người không biết rõ đó là halal hay là haram. Tuy nhiên ai tránh xa được chúng, đây là lời khuyên. Tuy nhiên ai tránh xa được chúng, tức tránh xa những cái điều không rõ ràng rạch ròi đó, thì xem như y đã tránh được tai tiếng về tôn giáo và danh dự của mình. Và ai làm nó thì xem như y đã vi phạm điều haram. Chân ông Muslimin, chúng ta đừng có dạy mà lấy tiền lời dù bất cứ hình thức nào, bởi nó sẽ hủy diệt hết tất cả barakah mà Allah subhanahu wa ta'ala ban trong cái gia đình của chúng ta, và nó sẽ mang lại cho chúng ta một sự thiệt thòi ở nơi Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladhina amanu la ta'kulur riba adha'afan mudha'afah wattaqullaha la'allakum tuflihun wattaqun nar allati u'iddat lil kafirin wa ati'ullaha war rasul la'allakum turhamun. Hỡi những người có đức tin, các ngươi chớ đừng ăn tiền lời cho dai lấy lãi gấp đôi hay nhiều hơn thế. Các ngươi hãy kính sợ Allah, mong rằng các ngươi sẽ thành đạt. Các ngươi hãy sợ lửa của quả ngục,
nơi mà đã chuẩn bị để trừng phạt những người vô đức tin. Các ngươi hãy tuân lệnh Allah và thiên sứ Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, mong rằng các ngươi sẽ được thương xót. Theo hai bộ sách Bukhari và Muslim, từ Sahaba tên Samura bin Jundab, ông ta nói, cứ mỗi một buổi sáng là Nabi sallallahu alaihi wa sallam thường hay hỏi mọi người ai trong các ngươi nằm mơ. Ai trong các ngươi nằm mơ thì họ kể lại giấc mơ cho Nabi nghe. Thì vào một buổi sáng nọ, Nabi sallallahu alaihi wa sallam nói, đêm nay hồi hôm nay ta đã nằm mơ. Thì Nabi kể một cái giấc mơ rất là dài. Thì sẽ kể chúng ta nghe một cái điều mà chúng ta muốn nói đến cơ bản khuất bản ngày hôm nay. Đó là hai thiên thần đến gặp Nabi sallallahu alaihi wa sallam và bảo người hãy đi theo hai thiên thần đó. Thì Nabi đã đi ngang một con sông. Thì Nabi nói con sông nó có màu đỏ như máu. Và có đường truyền cho rằng nó là con sông máu. Đây là cái hadith sahih Bukhari. Thì Nabi sallallahu alaihi wa sallam mới nói, ta thấy được người đàn ông từ ở ngoài sông ngoài xa bơi vào trong bờ. Và trong bờ này có một người đàn ông đứng trên bờ đó, dưới xung quanh là toàn là đá. Thì người đàn ông trên bờ đó cầm trên tay mình những cái cục đá. Thì khi mà người đàn ông kia bơi vào thì người đàn ông này mới lấy đá ném vào trong miệng của người đàn ông kia, thì y lại văng ra cái vị trí ban đầu của mình. Và y lại bơi vào và cứ như thế bơi vào thì bị đem văng ra. Thì Nabi sallallahu alaihi wasallam hoảng sợ, Nabi nói hai người đó là ai vậy? Cảnh tượng sao mà ghê thế? Thì ở cuối cái hadith, hai thiên thần mới nói, cái người đàn ông mà ngươi nhìn thấy đó, Muhammad bơi trên con sông đó, đó chính là kẻ ăn tiền lời. Đó chính là kẻ ăn tiền lời mà Allah subhanahu wa ta'ala sẽ trừng phạt cái người đó. Một trong những điều mà Ngài sẽ trừng phạt ở ngày sau. Thì cầu xin Allah subhanahu wa ta'ala sẽ phù hộ chúng ta tránh xa mọi thứ điều Ngài đã cấm. Và cầu xin Allah subhanahu wa ta'ala cho chúng ta tránh được những điều haram. Và cầu xin Allah subhanahu wa ta'ala ban rizki và bông lọc chúng ta tất cả mọi thứ điều halal. Thì hãy tập trung tìm đến những gì mà halal Allah cho phép và tránh xa những gì mà Ngài đã nghiêm cấm. الحمد لله رب العالمين أصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد ngoài ra Allah subhanahu wa ta'ala còn nghiêm cấm một điều khác trong thiên kinh Quran của Ngài, đó là những người mà đã được giao cho trọng trách chăm sóc trẻ mồ côi, hoặc được tin tưởng giao cho tiền mang đến cho trẻ mồ côi, hoặc là người được nuôi nấng trẻ mồ côi, thì đó là những người sẽ xem thận trọng hơn ai hết, để kẻo mình rơi vào những điều mà Allah subhanahu wa ta'ala khuyến cáo sau đây. Innal ladhina ya'kuluna amwalal yatama dhulma innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Những kẻ mà ăn tài sản của trẻ mồ côi một cách bất chính thì thật ra là họ đang nuốt lửa vào bụng của mình, rồi đây chúng sẽ sớm bị thiêu đốt trên hỏa ngục. Thì theo Sunan Abu Dawud, Ibn Abbas radiallahu anhu, ông ta kể khi mà câu kinh này được thiên khải xuống thì tất cả sahaba, những người mà có trẻ mồ côi, thì họ liền lật đật chạy về nhà của mình. Họ lấy tài sản của trẻ mồ côi họ để qua một bên, và tài sản còn họ để qua một bên, và tất cả thức ăn của trẻ mồ côi họ đã không dám đụng đến, và họ để cho đến khi nào trẻ mồ côi ăn hoặc là đến hư họ ném bỏ. Họ không bao giờ dám đụng tại câu kinh này, làm cho tất cả họ đều hoảng sợ. Ăn tiền của trẻ mồ côi hay ăn thức ăn của trẻ mồ côi bằng một cách bất chính, tựa như y đang nuốt lửa vào bụng của mình, thì hỡi những người nào được Allah subhanahu wa ta'ala giao cho cái nhiệm vụ amana, được cái cơ hội đó, đó là điều chúng ta làm được nó, thì chúng ta sẽ được Allah ta'ala ban cho barakat và hồng phúc rất là nhiều, và ân phước rất nhiều cho việc làm chăm sóc một trẻ mồ côi. Bởi vì Nabi sallallahu alaihi wasallam nói, ai chăm sóc được cho kẻ mồ côi, làm cà phê cho nó, tức người đỡ đầu cho nó, thì y với ta giống như hai người ở trên thiên đàng, tựa như hai ngón tay như thế này. Nghĩa là y được cận kề Nabi sallallahu alaihi wasallam nơi thiên đàng, đối với người đứng ra đỡ đầu chăm sóc cho trẻ mồ côi. Và ngược lại thì y đã tự nuốt lửa vào bụng của mình nếu như y ăn tiền của trẻ mồ côi bằng một cách bất chính. Thì khi cái điều đó làm cho mọi người trở nên hoảng sợ và lo lắng nhiều hơn, thì họ mới đến nói với Nabi. Điều đó họ làm cho họ hoang mang và sợ hãi. Thì Allah subhanahu wa ta'ala thiên khải xuống một câu kinh khác. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ
وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فِي إِخْوَانِكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ. Họ hỏi ngươi về trẻ mồ côi hay Muhammad, ngươi hãy trả lời họ. Cải thiện đời sống cho chúng là điều tốt, nhưng việc hùng tài sản của chúng lại cùng với tài sản của các ngươi thì chúng cũng giống là anh em cùng đạo với các ngươi, bởi Allah biết rõ ai là kẻ phá hoại, ai là kẻ cải thiện. Nghĩa là Allah biết rõ chúng ta lấy tiền trẻ mồ côi nuôi chúng để mà cải thiện đời sống cho chúng, hay là chúng ta muốn lợi dụng ăn tiền của trẻ mồ côi bằng cách bất chính, thì Ngài biết rõ ở nơi con tim của chúng ta. Ngài biết rõ điều đó. Thì kể từ hôm đó, mọi sahaba đã gom tiền trở lại chung nhau, và họ có một sự quan tâm cẩn thận và cải thiện đời sống cho trẻ mồ côi tốt hơn, chứ họ không dám lợi dụng để mà ăn đó. Bởi lẽ những người nghèo Allah vẫn cho phép họ ăn tiền của trẻ mồ côi để chăm sóc và nuôi nấng chúng bằng một cách đường hoàng và được phép. Còn nếu như lợi dụng thì sẽ gặp phải một sự trừng phạt và một cái hậu quả này. Allah subhanahu wa ta'ala thân của Muslimin. Cuối cùng chúng ta hãy lắng nghe hai câu kinh mà Allah subhanahu wa ta'ala kết thúc nó sau khi Ngài đã ra lệnh cho những người Muslimin quan tâm đến trẻ mồ côi, quan tâm đến việc cưới gả những người vợ, và sau đó việc chia tài sản. Và ở hai câu kinh cuối này, Allah kết thúc bằng một lời răng đe. Allah subhanahu wa ta'ala phản bảo: Tilka hududullah wa may yuti' Allah wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa dhalika al-fawzun 'azim wa may ya'si Allah wa rasulahu wa yata'adda hududah yudkhilhu nara khalidan fiha wa lahu 'adhabun muhin. Đó là giáo luật của Allah, nghĩa là những việc mà chia tài sản hay là tiền chăm sóc trẻ mồ côi hay việc cưới gả hay là những giáo luật haram mà chúng ta đã nghe nãy giờ đó, đó là giáo luật Allah đã định đó, không ai được quyền thay đổi đó. Luật của Allah vẫn là luật của Allah cho tới ngày Kiyamah, cấm không ai được phép xâm hại nó hay vượt qua cái mức Allah subhanahu wa ta'ala cho phép. Đó là giới luật của Allah. Người nào tuân lệnh Allah và thiên sứ Muhammad sallallahu alaihi wasallam của Ngài thì y sẽ được thu nhận vào những ngôi giường của thiên đàng mà bên dưới có những dòng sông chảy. Họ sẽ ở trong đó mãi mãi, một thành tựu vĩ đại dành cho những ai tuân lệnh đó. Ngược lại, kẻ nào nghịch lại Allah và thiên sứ Muhammad sallallahu alaihi wasallam của Ngài và vi phạm giới luật của Ngài, nghĩa là vi phạm những điều haram đó, ăn tiền riba, xâm hại tiền trẻ mồ côi, bất chính, hay là chúng ta kiếm những đồng tiền hay những cái thu nhập bằng con đường haram, tất cả mọi thứ đó là y đã xâm hại đến giáo luật của Allah subhanahu wa ta'ala, thì y sẽ bị tống cổ vào quả ngục, và y sẽ ở trong đó mãi mãi, một sự trừng phạt nhục nhã dành cho những cái kẻ như thế. Thân của Muslimin, chúng ta hãy quan tâm và đề cao nhất có thể về cái thực phẩm hay là những cái nguồn thu mà chúng ta có được mang về nhà cho gia đình mình. Bởi lẽ tất cả những cái thứ đó không ai chịu tội ngoài chúng ta. Những người mà họ thừa hưởng với tài sản mà chúng ta đem về cho họ đó thì họ không có mang tội đó, riêng chúng ta sẽ bị đối diện với cái tội đó. Nhưng những cái người mà trưởng thành lên bằng những cái thực phẩm halal, bằng những cái thực phẩm haram, như Nabi sallallahu alaihi wasallam nói, một cơ thể phát triển bằng những cái thực phẩm haram thì hỏa ngục là nơi đầu tiên mà y sẽ ghé. Thì chúng ta đừng để lời cầu xin của mình ngày ngày đêm đêm hướng về Allah subhanahu wa ta'ala nhưng chúng ta không thấy được cái câu trả lời ở đâu, thì chúng ta hãy xem rằng coi chừng có nguồn tài sản chúng ta có được nó là những thứ haram, hoặc trong đó có những thứ haram thì hãy tránh xa đó. Thì cầu xin Allah subhanahu wa ta'ala phù hộ chúng ta có được rizki halal, và tất cả mọi thứ chúng ta được vào trong tay chúng ta bằng cách Allah subhanahu wa ta'ala hài lòng. Nếu như chúng ta biết rõ được rizki của chúng ta có được là do Allah ban cho, chúng ta sẽ không lo lắng về nó đến với chúng ta ít hay là nhiều. Còn nếu như chúng ta không biết được Allah là đấng ban cho chúng ta, thì chúng ta sẽ phải miệt mài tìm nó, sợ rằng nó sẽ không có được trong ngày, và rồi nó sẽ đến với chúng ta bằng cách halal hoặc là bằng cách haram. Bằng cách halal thì alhamdulillah, và ngược lại thì chúng ta đã biết được cái điều đó. Allahumma jannibna al-haram
Allahumma jannibna al-haram wa kulla ma qarraba ilayh wa ba'id baynana wa baynahu kama ba'adta bayna as-samai wal-ard. Allahumma arzuqna rizqan halalan tayyiba. Allahumma arzuqna rizqan halalan tayyiba. Allahumma arzuqna rizqan halalan tayyiba ya rabban alamin. Allahumma inna nas'aluka bi ridaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. اللهم آتي نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم ارفع عن بلادنا وعن بلاد المسلمين من كل وباء ومن كل غلاء ومن كل بلاء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وأقيم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.